Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một tấm thiếp màu xanh như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Phía bên sau, đằng sau mình sẽ kẻ những cái dòng chữ nhé, để mình có thể viết những cái lời chúc vào đây. Mình sẽ trang trí á. Đầu tiên mình sẽ ghi những cái dòng chấm. Mình sẽ vẽ những cái hình trái tim để trang trí phía đằng sau nha. Mình sẽ dùng cái bút để ghi dòng chữ này. Bút lấp lánh màu xanh nha. Tiếp theo mình sẽ làm cái phần tay cầm ở phía trên.
mình sẽ dán. Đó. Mình sẽ làm một cái bông hoa trang trí ở cái phần trên tay cầm này nha. Bông hoa mình sẽ dùng một chút màu hồng. Đó. Rồi mình sẽ gấp đôi nó lại này. Sau đó cắt nha. Giờ mình sẽ gắn lên nó cái chỗ tay cầm nha. Và mình sẽ dùng cái bút để ghi chữ ở trong hình trái tim này. Như vậy là mình đã vừa làm xong một cái tấm thiệp đơn giản màu xanh như thế này. Màu xanh và có hình trái tim để trang trí. Rất là đơn giản và dễ làm. Ở đằng sau này mình có thể ghi những cái lời chúc nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha.